cái cách bài quay xe, cái cách bài lật lọng, cái cách bài xảo trá với thầy Minh Tuệ thời gian vừa rồi thì các anh chị em biết rằng là trong quá khứ là bà ta đã như thế nào, nó lột tẩy được tất cả những anh chị em là vừa rồi quay xe và tất cả những anh chị em vừa rồi chứng kiến một cái màn lật lọng của bà ấy. Thì cứ biết là nhà báo Hàn Ni, những cái người mà bị oan, những người bị bà ấy làm nhục, những người bà ấy tấn công, đặc biệt là nhà báo Hàn Ni là cái người mà chịu tổn thương lớn nhất trong drama của bà ấy. Và ngay cả khi ra tòa, một phiên tòa sặc mùi tiền, đúng anh chị em, và đặc biệt nữa là ngay cả một cái người thẩm phán cũng không đỡ được cái câu nói của Hàn Ni, mà cuối cùng Hàn Ni phải chấp nhận một cái án đó, cho dù là án nó đã ra rồi, Hàn Ni đã ra tù rồi và bản thân Hàn Ni không lên tiếng nữa. Người ta không lên tiếng không phải là người ta không hiểu biết, người ta lên tiếng không lên tiếng không phải là người ta hèn, người ta không lên tiếng bởi vì người ta không muốn, người ta cần được sự bình yên và người ta không muốn bị tổn thương tiếp. Bởi vì sao người ta không lên tiếng? Vì người ta tin rằng trên đời này có luật nhân quả, và luật nhân quả thì không trừ bất kể một ai. Trên đường đời chúng ta đi, con người còn tham sân si và dùng tiền có thể che thân, dùng tiền có thể đổi trắng tay đen, nhưng thứ mà con người có thể không bao giờ có thể làm được đó chính là luật nhân quả. Mà luật nhân quả nó không phân biệt là bà có tiền hay là không có tiền, mà ông trời á Alo. là nhìn thấy. Các anh chị em đấy, bà còn muốn ngoại tình với ông trời Đúng mà, rồi. và người làm trời thấy. Cho nên rất là nhiều người đi tù về, cho dù là người ta ở cái tội gì hoặc bị oan, người ta đều im lặng à. Như Trang Nemo này, như Ngọc Trinh này, nhà báo Hàn Ni, còn bà ấy ra tù á là bà ấy cứ tưởng rằng bà ấy được tung hô là quốc mẫu, là về dinh đấy, và bà ấy tưởng rằng là bà ấy là gọi trên đỉnh luôn, và bà nghĩ rằng ai cũng phục bà, chỉ có đủ u mê thôi là nó Mình phục. đang lái xe, mình đang Còn ấy nhé, thực rất tế cần tập trung là cái người mà dân ấy, để cái người mà có trí thức ấy, người ta ở thế không nhá. chậm, cho đến khi mà bà tự va vào thầy Minh Tuệ và tự thiêu luôn, đúng anh chị em. Và các anh chị em thấy Hoàng Kim Dung nói đúng, chia sẻ livestream và ủng hộ kênh nha anh chị em.